Kính chào quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của kênh Cuồng Bóng Đá Việt Nam. Sau đây là những thông tin cập nhật mới nhất về cầu thủ Quang Hải đang thi đấu tại Pau FC. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây là những thông tin chi tiết có trong bản tin ngày hôm nay. Đối thủ đầu tiên của Pau FC, Wingam mạnh cỡ nào? Quang Hải đủ sức đá chính. Wingam sẽ là đối thủ đầu tiên mà Quang Hải phải đối đầu trong màu áo Pau FC tại Ligue 2. Đây là một đối thủ không hề dễ chơi và thậm chí còn vượt trội Pau FC về danh tiếng. Giải bóng đá hạng nhất Pháp, hay thường được gọi với cái tên là Ligue 2, mùa giải 2022-2023 sẽ khởi tranh vào ngày 30 tháng 7 tới đây. Tại vòng đấu đầu tiên, Quang Hải và Pau FC sẽ có chuyến làm khách trên sân Wingam. Đội này nằm trong top 6 chung cuộc tại Ligue 2 mùa trước. EA Wingam có tên đầy đủ là En Avan Wingam. Câu lạc bộ này được thành lập vào năm 1912 ở thị trấn Wingam, phía tây bắc nước Pháp. Wingam chỉ là một thị trấn nhỏ với dân số chưa tới 10.000 người. Mặc dù vậy, sân nhà của đội bóng này cũng có sức chứa tới 18.000 chỗ. So về danh tiếng, Wingam khá vượt trội so với Pau FC. Đội bóng này từng có thời điểm thường xuyên được chơi tại giải vô địch quốc gia Pháp Ligue 1. Gần đây nhất, Wingam thi đấu tại hạng đấu cao nhất của bóng đá Pháp là từ năm 2013 tới năm 2019. Sau khi xuống hạng cách đây 3 năm, Wingam trở thành khách quen của Ligue 2 và thi đấu khá tốt, luôn kết thúc mùa giải ở nửa trên bảng xếp hạng. Wingam là một trong hai đội từng vô địch cúp quốc gia Pháp dù không thi đấu ở Ligue 1. Năm 2009, thời điểm cũng thi đấu tại Ligue 2, Wingam đánh bại Rennes để vô địch đấu trường này. Năm 2014, Wingam thêm một lần lên ngôi tại giải đấu này và bại tướng của họ năm đó vẫn là Rennes. Ngoài ra, đội bóng này là một trong những cái tên thi đấu khá nhiều tại đấu trường châu Âu trong quá khứ. Thành phần đội hình của Wingam hiện tại chủ yếu là cầu thủ nội, có thêm sự xuất hiện của một số ngoại binh từ châu Phi như Soleimane Diarra Mali, Felix Eboa Cameroon, Donatien Gomis Senegal. Trước khi mùa giải 2022-2023 khởi tranh, đội bóng này đã chiêu mộ thành công 6 tân binh gồm Donatien Gomis, Vincent Marcel, Jules Gaudin, Loïs Séré, Baptiste, Guillaume và Evin Taha. Trận đấu giữa Wingam và Pau FC sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 31 tháng 7 tới theo giờ Việt Nam trên sân Stade Duroduro. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đứng trước cơ hội được đá chính ngay trận ra quân mùa giải mới của Pau FC. Càng gần tới ngày Ligue 2 mùa giải 2022-2023 khởi tranh, Quang Hải và Pau FC nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông và người hâm mộ. Theo báo chí Pháp, tân binh đến từ Việt Nam đang đứng trước cơ hội được đá chính ngay trận mở màn mùa giải mới của Pau FC gặp Wingam vào lúc 0 giờ ngày 31 tháng 7. Ngoài sự nỗ lực trong khoảng 1 tháng trước giải đấu, Quang Hải gặp thuận lợi khi một số cầu thủ cạnh tranh vị trí với anh đang gặp chấn thương. Cụ thể, 3 cầu thủ được đánh giá cao là Saivet, Giorgi, Bassomina vừa gia nhập danh sách thương binh ở Pau FC. Trong đó, Saivet gặp vấn đề về đùi, vắng mặt trong trận đấu thua 0-1 trước Chamois North Star mới đây. Còn Giorgi, Bassomina lần lượt dính chấn thương cơ đùi sau và bàn chân. Trong 3 cầu thủ này, Saivet chơi ở vị trí tiền vệ công như Quang Hải. Điều này cũng đồng nghĩa với việc số 19 tuyển Việt Nam bớt đi một đối thủ cạnh tranh suất đá chính. Hai cầu thủ còn lại là Giorgi Bassomina chơi tiền đạo. Huấn luyện viên Didier Tholot sẽ phải có sự điều chỉnh về nhân sự cho hàng công của Pau FC. Trong đó không loại trừ khả năng tin dùng những cầu thủ có thể gây đột biến cao như Quang Hải. Thực tế, ngôi sao đến từ Việt Nam thể hiện khá tốt ở những trận giao hữu vừa qua. Ligue 2 không giống như giải đấu ở Việt Nam. Quang Hải sẽ gặp nhiều vấn đề phức tạp khi sang châu Âu. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu ấy cũng đủ phẩm chất để tạo ra đột biến trong một trận đấu và tạo ra những tình huống có thể dẫn tới bàn thắng. Huấn luyện viên Didier Tholot chia sẻ. Về phần mình, Quang Hải sẵn sàng nếu được huấn luyện viên Tholot trao cơ hội ngay trận mở màn mùa tới. Nếu không được đá chính, việc ra sân từ ghế dự bị ở trận gặp Wingam sắp tới cũng sẽ là cơ hội để tiền vệ 25 tuổi thể hiện mình. Nếu được ra sân, Quang Hải sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng ở một giải chuyên nghiệp của Pháp. Để phục vụ người xem, một nhà đài lớn của Việt Nam đã mua bản quyền truyền hình toàn bộ các trận đấu của Pau FC ở Ligue 2. Dù rất nỗ lực trong 30 phút có mặt trên sân, nhưng Quang Hải đã không thể giúp Pau FC tránh khỏi một trận thua trước Niort. Bước vào trận đấu với Niort, Pau FC quyết tâm giành chiến thắng để kết thúc hành trình giao hữu trước thềm mùa giải mới với niềm vui. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu không tốt, đội bóng có trụ sở tại Pyrenees Atlantique đã sớm phải đón nhận thất bại với tỷ số tối thiểu. Dù là đội bóng có tỷ lệ kiểm soát bóng nhỉnh hơn đối thủ, song Pau FC lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc tạo ra sức ép lên khung thành đối phương. Cụ thể, các pha lên bóng của họ đều không hiệu quả khi để cho đội bóng xếp thứ 13 tại Ligue 2 mùa trước dễ dàng bẻ gãy. Trong khi đó, North Star lại biết cách khiến các cổ động viên Pau FC phải lo lắng với những tình huống tấn công chất lượng hơn hẳn đối khách. Và trong một tình huống thủ môn Oliero phá bóng không tốt, Godwin Benti đã tận dụng thời cơ để ghi bàn thắng duy nhất cho Lyon. Ở trận đấu này, Quang Hải không được đá chính và chỉ vào sân ở trong hiệp 2. Dù rất nỗ lực trong khoảng 30 phút thi đấu, cựu cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội FC cũng không để lại nhiều ấn tượng ở vị trí tiền vệ công sở trường. Anh chỉ có một đường chuyền tạo cơ hội cho một đồng đội và một cú sút không trúng đích. Có 3 nguyên nhân khiến Quang Hải không thể phát huy được năng lực của mình trong thất bại mới đây của Pau FC. Đầu tiên là thời tiết nắng nóng đã khiến ngôi sao sinh năm 1997 không thể ra sân tập luyện vào thời gian nghỉ giữa hai hiệp. Thứ hai, mặt sân xấu và cỏ dày ở sân vận động Robert Monsell đã khiến Quang Hải thất bại trong việc triển khai lối chơi kỹ thuật sở trường. Do đó, anh buộc phải sử dụng nhiều hơn những đường bóng dài. Tuy nhiên, điều này không đem lại hiệu quả. Và cuối cùng, trong ngày mà các đồng đội của Quang Hải chơi không tốt, họ cũng không thể hỗ trợ cầu thủ 25 tuổi để anh tạo nên được sự đột biến. Như vậy, sau 4 trận giao hữu, Pau FC có 2 chiến thắng trước đội nghiệp dư Landes và câu lạc bộ hạng 4 Angoulême và để thua trước Toulouse và Niort. Do đó, thầy trò huấn luyện viên Didier Tholot sẽ có nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho trận ra quân tại Ligue 2 với Wigan. Trong chia sẻ gần đây, huấn luyện viên Didier Tholot của Pau FC cho biết vẫn đang tìm kiếm thêm 2 cầu thủ tấn công. Pau FC là một trong những câu lạc bộ hoạt động mạnh nhất trên thị trường chuyển nhượng tại Ligue 2, dù đã có 11 tân binh trong thời gian qua. Tuy nhiên, Pau FC vẫn chưa có ý định dừng lại. Chúng tôi đang tìm kiếm 2 cầu thủ tấn công, đó có thể là những người chạy cánh. Tôi cần thêm cầu thủ có tốc độ và sẵn sàng chuyển trạng thái nhanh. Huấn luyện viên Didier Tholot chia sẻ với báo chí phương Tây, huấn luyện viên Tholot cũng đã sẵn sàng chờ đợi để có những cầu thủ chất lượng, có thể hòa nhập ngay lập tức, thậm chí họ có thể ký hợp đồng khi Ligue 2 đã bắt đầu. Điều này sẽ khiến mức độ cạnh tranh cho một vị trí đá chính thức trên hàng công tại Pau FC càng trở nên gắt gao hơn với Quang Hải. Tiền vệ của đội tuyển Việt Nam có sở trường chơi tiền vệ công, nhưng anh cũng có thể giạt cánh khi cần thiết. Điểm mạnh của Quang Hải là khả năng xoay sở, chuyền bóng nhưng lại có hạn chế về tốc độ và sức mạnh. Vào lúc 0 giờ ngày 24 tháng 7 giờ Việt Nam, Pau FC đã đá trận giao hữu cuối cùng gặp Chamois North Star, thua 0-1. Trong 3 trận giao hữu trước đó, Pau FC thắng Landes và Angoulême, thua khi gặp tân binh Ligue 1 Toulouse với tỷ số 0-2. Quang Hải góp mặt ở cả 3 trận và ghi được 1 bàn. Ở trận đấu rạng sáng nay, Quang Hải cũng chơi khoảng 30 phút và không để lại dấu ấn nào. Sau chức vô địch SEA Games 31, mục tiêu quan trọng hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong năm 2022 là đòi lại ngôi vương AFF Cup. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào quãng thời gian FIFA Day trong tháng 9 tới. Điều này đồng nghĩa với việc huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ được phép triệu tập những cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài lên đội tuyển quốc gia. Nếu có tên trong danh sách, Nguyễn Quang Hải và thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ được câu lạc bộ chủ quản nhả người để trở về hội quân. Hiện tại, Quang Hải đang trong quãng thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới cùng Pau FC. Tiền vệ người Đông Anh đang cho thấy sự hòa nhập rất tốt tại đội bóng nước Pháp. Trong khi đó, Văn Lâm đang là cầu thủ thuộc biên chế Osaka của Nhật Bản. Đồng thời, theo tiết lộ từ VFF, tuyển Việt Nam sẽ không huấn luyện tại UAE như dự kiến trước đó. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đá giao hữu trong nước. VFF vẫn đang tích cực tìm kiếm đối thủ giao hữu cho đội tuyển Việt Nam. Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 15 tháng 1 năm 2023. Giải đấu này được đá theo thể thức sân nhà, sân khách như năm 2018. Ở kỳ AFF Cup gần nhất, đội tuyển Việt Nam đã không bảo vệ thành công chức vô địch do thất bại trước Thái Lan ở bán kết. Nói về mục tiêu AFF Cup 2022 tới đây, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh rằng chúng tôi đã vô địch SEA Games và sẽ hướng tới AFF Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan ở bán kết AFF Cup giải trước và tham vọng của chúng tôi là giành lại giải vô địch vào cuối năm.